Hello, mến chào tất cả các anh chị em. Bây giờ Ngọc Lục làm cái clip cuối cùng của ngày đêm giao thừa ngày hôm nay nha. Hiện tại giờ Sydney là gần 9 giờ tối. Dạ, gần 9 giờ tối thì đúng 9 giờ tối thì ở Sydney Darling Harbour sẽ có bắn pháo bông. Đáng lẽ năm nay là đã dự định là cancel rồi, nhưng mà giờ cuối thì vẫn giữ như là ban đầu. Ở đây là cái tên là chị mất chữ đa liệt ba Harbourside. Dạ, Harbourside chị em ra. Bây giờ nghe tới giờ rồi, nghe anh chị em, đúng 9 giờ. Ồ, gió còn gió dữ lắm. Are we ready to count down? 3 tiếng nữa thì mới giao thừa nghe anh chị em. Dạ, còn 3 tiếng nữa thì mới giao thừa. Bên đây là Sydney Convention Center để Ngọc Lục qua. Bây giờ thì người ta rất là đông anh chị em nha. Dạ, người ta rất là đông. 3 tiếng nữa Úc Châu sẽ bước sang năm mới 2020. Dạ, 2020 thì Việt Nam cho lúc nào mùa này đó là sau Sydney 4 giờ đồng hồ, cho nên Ngọc Lục để là giờ Việt Nam mới có 5 giờ chiều thôi.
nào cũng bắn ở trên kia ha. Sẵn xong rồi theo. Không khí bên ngoài rất là nhộn nhịp anh chị em.
không có online nữa mà là chỉ là thâu thôi. Ok. Anh chị em có thể nào lại hết sống tiếp. Lúc 9 giờ tối ở Sydney, dạ, vừa kết thúc anh chị em. Vì có con nhỏ cho nên Ngọc Lục sẽ đi về. Dạ, và mình sẽ không có ở lại coi cho cái màn nửa đêm 12 giờ. Rồi, mến chào tất cả các anh chị em. Hết trơn rồi, nó chỉ còn recording thôi à. Dạ. Mong rằng năm 2020 và trở lại là live rồi nè. Bây giờ trở lại live là có ai thấy mình hay không, nhưng mà mong rằng năm 2020 chúng ta sẽ có được chúng ta sẽ có được một cái ok, hình như là bây giờ sau khi mà trình diễn hóa văn phong bắt đầu mới thấy live trở lại. Và thì Ngọc Lục cũng vừa kết thúc cái diễn đàn này, còn chuẩn bị đưa mấy đứa nhỏ về ngủ nữa. Về bây giờ đã là 9 giờ hơn giờ tối rồi. Và xin mến chào tất cả các anh chị em. Mong rằng năm 2020 chúng ta sẽ có một cái thể chế tự do dân chủ cho đất nước Việt Nam của chúng ta. Và mến chào và xin hẹn gặp lại. Bye bye.